Hello anh em, cảm ơn anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Thì trên tay mình đây mình vừa mới order một cái này là cái kính của mũ full face đó các bạn. Mình sẽ tháo cho anh em cùng xem nha. Cái kính này mình vừa mới mua trên Shopee là với giá là 60 mấy nghìn tiền ship, 40 mấy 50 nghìn chứ. Tiền ship ở đây là ra 80 nữa. Tại sao không biết sao dạo này gần đây Shopee mình thấy là tiền ship nó tăng quá trời luôn. Có khả năng là do đợt dịch này các bạn, cái quá trình vận chuyển nó có thể là nó khó hơn, khó khăn lúc trước nhiều, nên là tiền ship bây giờ mình mua hàng online giá cũng khá là cao luôn. Rồi quay trở lại thì là đây là cái kính màu đen của một full face. Thì tại sao mình đặt nó về thì khi mình đặt về mình sẽ chia sẻ với các bạn các loại kính hiện có trên mũ full face và half face và các loại kính đó mình được sử dụng thế nào, mình sẽ chia sẻ với các bạn nha. Thì hiện tại mà các loại kính trên thị trường mà mình đã trải nghiệm rồi đó các bạn, các loại kính mà trên mũ full face và half face á thì mình đã trải nghiệm cái loại kính đó là đầu cái kính này là cái kính trong. Loại kính này á là mình lúc trước mình đội cái mũ half face á. Cái half face vô hê này, vô hê như máy chứ mình đợi máy anh quên này, là mình ngủ vô hê này các bạn thấy không. Thì cái kính này là mình lúc trước là mình xài cái loại màu trắng này nè đó, nhưng mà mình đi thời gian cái mình bị bất cẩn đó các bạn, mình bị lọt khá là nhiều nên là nó bị chày nè. Và lúc đó mình đã mua về một loại kính màu đen để mình lắp thay thế cho nó, cho nó mình hai cái này. Và cái kính mũ full face của mình á, cái kính lúc mà mình vừa mới mua luôn á là đây, nó không phải là màu trắng cũng không phải là màu đen đâu nha các bạn, mà nó màu trà đây. Thì cái màu trà là màu như thế nào? Màu trà là tức là cái màu của nó hơi ngà ngà sang màu trà là màu vàng đó các bạn, màu vàng lợ lợ, nó hơi ngã sang màu đó tí xíu. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái cảm nhận của mình sau khi mình đã trải nghiệm ba cái loại kính của mũ full face và half face rồi, và ưu và nhược điểm của mỗi loại kính luôn. Thì xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp video nha. Thì đầu tiên là cái loại kính trong này các bạn, cái loại kính này là kính trắng màu trong. Loại này là loại trong suốt luôn nha các bạn. Thì cái loại trong này thì mình thích hợp là mình có thể đi được ban ngày ban đêm cũng được, nhưng mà là về cái phần ban ngày để mình đi, nếu mà vào những cái thời tiết mà nắng gắt quá thì mình đi kính này nó rất là bị mỏi mắt và chói mắt luôn. Nếu mà xài kính này thì các bạn phải đeo thêm cái kính râm nữa thì nó mới sử dụng được kính này. Đấy, ưu điểm của nó đó là mình có thể đi nó rất là gõ và nó không có bị tối màu lại, cho nên rất là ok mình đi vào ban đêm. Còn khuyết điểm của nó là mình đi vào ban ngày nó rất là nắng, nó hắt luôn, nó hắt vô mắt. Và nếu như các bạn mà không đeo khẩu trang nữa thì ánh sáng nó cũng trực tiếp vào mặt mình luôn, nên là mình nghĩ là cái loại kính trong này nó hợp với mình. Các bạn nếu những bạn đi ban đêm thường thì các bạn có thể xài kính này. Cái loại kính tiếp theo là kính màu trà nè các bạn. Ưu điểm của cái loại kính này là đi ban ngày và ban đêm đều được luôn. Ban ngày thì nó không phải là nó chống nắng tốt như là loại kính màu đen này nha các bạn, nhưng mà nó cái màu các bạn đi vào ban ngày, nó đi vào trời nắng cái màu nó sẽ hơi ngã ngã màu râm râm sang màu vàng tí xíu, thì nó giúp cho mình một phần nó sẽ nhẹ mắt hơn, nhưng mà nó vẫn đảm bảo được là mình đi ban đêm mình vẫn sử dụng kính này được đó. Nói chung cái loại này là giống như cái loại trung tính vậy các bạn có thể đi tốt cho ban ngày và ban đêm vẫn ok luôn, nó không có bị quá tối để mà mình có thể mình nhìn rõ cái tầm nhìn ban đêm. Còn tiếp theo là loại kính đen. Loại kính này là mình vừa mới mua luôn nè các bạn, vừa mới mua cho mũ full face này, mình sẽ lọt đây nè đó, bạn thấy không. Thì ưu điểm của loại kính đen này nè các bạn, đó chính là các bạn khi mà các bạn đi vào ban ngày và ngay cái thời buổi mà trời nắng gắt luôn, khoảng 12 giờ 1 2 giờ trưa á, thì các bạn xài kính này nè là như thiên đường đó các bạn, đi nó tuyệt vời lắm. Tại vì nó rất là mát con mắt luôn, cái khung về cái phần mặt của mình ánh sáng này nó cũng hạn chế chiếu vào mắt mình và nó sẽ lọt vào khe mặt mình nữa, cho nên nó là đi kính đen này vào thời tiết ban ngày rất là tuyệt vời luôn các bạn. Nó mát và chạy xe nó cũng cảm giác là mình thoải mái, mình không bị quá mệt mỏi vì ánh nắng mặt trời. Nhưng có một khuyết điểm duy nhất của nó đó, là đi vào ban đêm là mình không thấy gì luôn. Ban đêm các bạn kéo xuống một cái là không thấy gì hết, tại vì nó quá tối luôn các bạn. Nên mình sẽ chia sẻ, phân tích và chia sẻ với các bạn các loại kính để mà các bạn có thể lựa chọn được cái loại nào mà các bạn có thể nên mua khi mà các bạn lựa chọn dòng mũ bảo hiểm mà có kính là như là mũ full face và half face.
À cái mũ 3/4 kính 5 mà lúc trước mình có bị review đó, đó là kính đó là cũng là kính màu trà luôn nha các bạn. Nó có loại kính đen, kính trong và kính trà, nó cũng có ba loại giống như này luôn nè. Giống như ba loại mà nãy giờ mình chia sẻ các bạn đó. Một số mũ full face thì nó cũng có loại chán gương nữa các bạn. Thì cái loại chán gương đó, cái màu nó cũng tối giống như màu đen này vậy nè. Thì nó cũng chỉ đi được ban ngày thôi. Nó tốt nhất về ban ngày, chứ ban đêm thì nó cũng khi mà mình sử dụng nó cũng tối luôn, nó là bị khuất tầm nhìn đó các bạn. Rồi vậy thì loại kính nào sẽ là phù hợp và sử dụng tốt nhất cho các bạn? Thì cái để mà trả lời câu hỏi này thì phải phụ thuộc vào cái nhu cầu của các bạn nữa. Các bạn có nhu cầu, nếu như các bạn là có đi xe mua mũ full face nhá, mà các bạn chủ yếu đi xe vào ban ngày thôi và hạn chế rất ít đi ban đêm, thì các bạn nên chân thành là các bạn nên mua kính màu đen. Tại vì đi ban ngày thường á, ánh nắng nó rất là gắt, các bạn xài kính màu đen thì các bạn mới thấy được cái sự hữu dụng của nó cực kỳ luôn. Còn với những bạn mà đi, có thể các bạn đi hoạt động đi ban đêm nhiều quá và ban ngày đi ít á, thì cứ xài kính trong. Kính trong vẫn là ok nhất cho so với việc đi ban đêm nha các bạn. Tại vì kính màu trà thì nó là dạng trung tính thôi, nó đi ban đêm ổn, tầm nhìn không bị quá khuất, nhưng mà nó vẫn không thể nào bằng kính trong được. Cho nên nếu các bạn đi xe ban đêm thường ít đi vào ban ngày thì nên chọn kính trong. Đấy. Còn cái kính mà màu trà đó các bạn, nó chỉ phù hợp với những nhu cầu với các bạn như có nhu cầu bình thường. Các bạn lâu các bạn đi ban ngày, các bạn đi ban đêm, các bạn đều đi hết thì các bạn có thể lựa chọn cái kính màu trà. Để mình nó là cái màu trung tính đó, các bạn có thể sử dụng được lúc ban ngày và ban đêm luôn. Nhưng mà thật sự đi ban ngày cái mà chống nắng của nó thật sự là nó không tốt. Nó cũng chỉ là giảm nhẹ bớt một phần cái ánh gắt của ánh sáng mặt trời thôi. Nên là mình cũng có một số những cái giải pháp để mà mình có thể mà sử dụng kính trong và kính màu trà mà mình có thể sử dụng mà nó được tốt nhất. Đó là nếu các bạn xài kính trong á, mà các bạn ví dụ cái chi phí của các bạn mua đó là chỉ có thể mua một loại kính thôi, thì các bạn muốn lựa chọn kính màu trong này, cái sở thích nữa, các bạn thích sử dụng kính trong, các bạn có thể đi vào ban ngày cũng được, lúc đó các bạn phải sử dụng kính râm nữa, kính râm là kính mát, kính đen đó các bạn, đeo vào để mà các bạn có thể đi được ban ngày nó tốt nhất có thể, và ban đêm thì mình không đeo kính râm vào mình đi thôi. Thì đó là cái giải pháp. Còn với những cái bạn mà bị cận như mình thì cái việc mà lựa chọn cái những cái loại kính này nó cũng phức tạp đó các bạn. Tại vì mình bị cận, mình không thể nào mình đeo kính râm được. Đeo kính râm thì nó không có độ cận, thì lúc đó mình rất là khó để mà nhìn thấy mình nhìn cái tầm nhìn của mình khi mà không đeo kính cận, đương nhiên các bạn thấy là không thấy rõ rồi. Cho nên cái do đó một phần là mình khi cái mũ full face của mình xài một thời gian á, mình xài loại kính này nè. Nhưng mà dạo gần đây thì mình đi ban đêm cũng ít lắm, mình đi đường xa vào ban đêm ít, chủ yếu băng đi đường xa mình đi vào ban ngày không, nên là mình mới sắm thêm một cái kính màu đen này cho các em full face của mình. Đây là một số dòng full face mà một kính nha các bạn. Nó có trên thị trường hiện tại là nó có cái dòng full face hai kính nữa, tức là bề ngoài của nó là có thể kính màu trà hoặc kính màu trong luôn, màu trắng luôn các bạn. Nhưng bên trong của nó, khi các bạn dở cái kính ngoài lên, bên trong của nó sẽ còn một kính lót nữa. Đó là cái kính thứ hai, nó sẽ che, nó là kính màu đen, lúc mình bấm nút nó sẽ bật xuống đó để mà nó che cái phần mắt mình ngang mình lại nè, rất là xịn. Nhưng mà đấy là những dòng full face đắt tiền thì các bạn cũng có thể tìm hiểu và tham khảo thêm, các bạn mua cũng được thì nó quá được, quá tiện lợi luôn. Còn cái này mình chia sẻ là với những cái dòng full face giá rẻ nó chỉ có một kính thôi nha các bạn. Thì sau một thời gian mình chạy đi đường xa, mình đi mình đổi full face, mình đeo kính này nè, thì mình thấy là đi ban ngày nó hơi gắt quá, cho nên là mình quyết định là mình sẽ đổi kính này. Nếu như các bạn mà đi tour đi phượt, mà những bạn bị cận như mình rồi nha, mà đi tour đi phượt vài ngày, đi ban ngày cũng có, đi ban đêm cũng có luôn, thì các bạn mình có một cái giải pháp, đó là các bạn có thể đem hai kính luôn, ban ngày các bạn đeo kính này, tới ban đêm đến nơi rồi có phòng nghỉ ngơi rồi thì các bạn đổi lại, các bạn đi ban đêm rồi đó, các bạn đổi lại kính màu này để mà các bạn chạy. Tại vì đó là mình cái việc mà thay kính cho mũ full face nó cũng đơn giản đó các bạn, nó không có quá phức tạp thì cũng không khó, và cái diện tích của cái miếng kính này nè nó cũng không quá to để mà mình có thể nhét vào ba lô hay cặp. Các bạn uống như này nè, nó cũng có một cái độ dẻo nên là nó không đến nỗi phải gãy.
bạn có thể bỏ vào ba lô cặp, các bạn nhét chung với cái khoang ngăn quần áo á, để mà mình hạn chế những cái lực tác dụng của nó. Còn nếu như các bạn đi tour ngắn, đi khoảng từ sáng đi chiều về gì đó, thì các bạn nên xài cái loại kính đen này, là nó là sẽ hỗ trợ tốt nhất cho cái tầm nhìn của mình, và nó sẽ bảo vệ mắt của mình được tốt hơn. Sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà để tháo cái kính, thay cái kính cho mũ full face của mình nha. Đây là Royal M136 thì mình đã có review với các bạn trong những video trước đây rồi. Đây thì các bạn thấy cái khớp nối nè, các bạn thấy một cái khớp bên đây không? Cái khớp bên đây là nó để giữ phần kính của mình lại nè. Còn cái phần lõm này là cái phần mình để ngón tay mình đẩy, mình đẩy nó về hướng ngoài sau này thì cái khớp này nó sẽ thụt về. Khớp này thụt về lúc đó mình sẽ dở kính, cái khoang này là nó sẽ dở lên được. Mình sẽ đẩy cho các bạn cùng xem nha. Đó được, các bạn thấy đơn giản không? Tương tự với bên kia cũng vậy luôn. Xong bên đây rồi thì mình sẽ đẩy bên kia. Đó, xong ra hai kính. Mình thay cái kính đen này vào thôi, nó đơn giản lắm. Từng bên, mình cũng làm từng bên như bên kia ấy. Đây, mình sẽ đẩy gì mà sao. Đó. Nè, cái khớp này nó vô được cái kính này nè, các bạn thấy không? Đó, gì nó kìm được cái kính lại đó. Xong qua bên đây cũng vậy. Nè, bên kia thì mình sẽ gắn cái móc gì sao trước nè. Các bạn nên dở lên tí xíu cho nó có một cái độ ấy. Rồi, cái khoang sau này nó vô cái khớp này rồi đó, thì lúc đó mình sẽ đẩy cái khớp này hẳn vào sau tí xíu. Đó, rồi. Các bạn thấy không, cái khoang này nó có kìm lại được cái kính này nè, lúc này là xong rồi đó. Rồi, vui tay của mình đã thay kính màu đen rồi, các bạn thấy không? Thấy ngầu không? Rồi, vậy thì đây là một cái video ngắn thì mình muốn chia sẻ với các bạn chủ yếu là những cái loại kính của mũ full face, nhã face mà mình trải nghiệm thôi. Nếu như các bạn có những cái ý kiến hay như thế nào thì các bạn cứ comment góp ý với mình bằng cách comment vào bên dưới video nha. Vậy thì video của mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian các bạn ra để mình xem video này của mình. Vậy thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.